cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Phà nha, về lại Sài Gòn cũng 11 giờ mấy rồi. Xong việc rồi sau đó thì mấy thầy trò được bà con làng xóm đó mời về ăn cơm. Cơm xong rồi tán dóc xíu mấy anh em về. Thì ở đây chưa biết cái phà gì nữa đây. Cái phà gì đó, nó đi phà gì vậy? Về dấu phà Tân Châu. Hả? Tân Châu. Phải là Tân Châu không? Cho nên này thử thì sang nó đi cái đường này đi về. Giờ về tới nhà không phải là 3-4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng thì cũng nhớ không biết nữa. Tại đường mấy anh trong này đường nhỏ đi mà mới ra lại mấy cái đường lớn thì đường nó hơi xấu, nãy giờ chạy đường xấu. Thì sau 2 ngày tìm kiếm cháu Quân này, sau 2 ngày tìm kiếm cháu Quân thì cuối cùng là mấy anh em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà có cái điều là về cái phần mà tâm linh á, nhưng mà cả nhà đã thấy rồi đó. Rồi khi mà cái ở cái tập trước á, Sang đưa cái yêu cầu đưa cái người em xuống cano của Sang. Thì khi mà xuống cano của Sang á, rồi hồi đầu tiên á, mà lên trên cano ngồi á, thì có người chị nữa là vợ của em Tài, là chủ xà lan á, là cũng là chị bà con trong gia đình luôn đó. Đi xuống cùng, đi xuống ba người thì chia ra hai cano ngồi, một cái đứa em trai ngồi cano bên kia, còn hai người phụ nữ ngồi cano Sang. Rồi khi mà xuống dưới cano á cả nhà, chạy từ ngay chỗ cái ba chiếc xà lan của nhà chạy ra tới cái điểm là Sang muốn chở ra tới cái điểm mà té, thì cách cái chỗ xà lan khoảng chừng 500 m. Thì ngay đầu voi của cái cồn đó luôn, thì nó dạng như cù lao vậy đó. Thì ngay đầu voi luôn, Sang chạy ra đó. Thì lúc mà trong từ chỗ xà lan chạy ra đó thì nhỏ sang quan sát, thì cái người em á, thì ngồi người em của cái em Quân này, nạn nhân này, ngồi tỉnh veo à đó, ngồi cũng ngồi gió giáo giao á. Thì cái người chị vợ của Tài á, là chủ ghe xà lan á, thì chị bà con cứ ngồi khóc kêu Quân ơi, em có linh thiêng á, em mau chóng nổi lên đi để cho chú Tám với mọi người đưa em về quê. Thì cứ kêu liên tục và nhỏ em ngồi bình thường lắm. Nhưng mà hai hàng nước mắt có chảy đó, ngồi không có la gì hết trơn đó, không có kêu tên anh đó, nhưng mà hai hàng nước mắt chảy. Thì ngồi bình thường, tự nhiên cái tới ra gần tới đó, xong bắt đầu cái Sang thấy gục xuống đó, gục xuống. Rồi sau đó thì Sang nghĩ là chắc do nắng, bé nó sợ nắng, bé gục mình cũng để nữa. Thì gục xuống rồi ngồi khoảng chừng, Sang đảo cano đó khoảng chừng một vòng là em, cái người em á, té ngang trên cano luôn, té bắt đầu nó co lên như này, chặn lên, té nó co rút lại liền, hai tay nó co rút nắm cứng lại như này, tay chân bắt đầu rút, nó co lại như này, bị rút. Mà lúc đó bắt đầu cái bà chị á, thì cũng thế là tội nghiệp, cứ hết hồn đó, em ơi có sao không á, đừng xảy ra chuyện gì nha, Quân nó đã mất rồi, tới em nữa. Mà rồi khóc la mà giữa cái nhánh sông, những cái gì coi lại video tội vô cùng luôn. Rồi Sang mới thấy vậy, Sang mới tắt máy, thì tắt máy để mà Sang kiểm tra coi sao. Tắt máy thì cái cano của Sang nó trôi dạt qua bên nhánh bên Đồng Tháp, thì càng chưa có trôi đi xa thì em vẫn coi giật, Sang nắm vô cái tay là lạnh như băng, lạnh như nước đá luôn. Tháo cái tay, Sang tháo hoàng ra, Sang mới nắm, Sang bóp, Sang mới đọc kinh đó. Sang đọc kinh một hồi thì bắt đầu lúc đó là em nó mới ốc,
dáng dạng giống như là người dưới nước đem lên mà mình nhồi hấp lên nó ọc nước nha. Nhưng mà dạng ọc này là không có nước, mà cái kiểu cách mà dạng mà ọc giống y vậy, sang diễn tại ọc giống y vậy, sạc ọc như là cái ướt ngất mấy cái. Rồi bắt đầu cái người chị còn sợ còn khóc thét lên nữa. Cả nhà xem video cả nhà không thấy rồi đó. Rồi lúc đó bên bộ đội biên phòng họ chạy ra, họ chạy ngược trở ra, thì lúc đó cái cano sang trôi qua bên kia. Sao mới nói thì nó nếu mà thật sự chỗ tài có lên ghe của chú rồi á, thì chỉ chú đi, chỉ chú đi tìm để đưa con về. Không có nói gì á, mắt nó nhướng lên vậy nè, nhướng lên nè, cứ nhướng. Thì cái đầu á thì chỉ về cái hướng pha tinh trong nữ, còn cái mặt á thì hướng về cái chỗ mà đang bị ấy. Sao mới kêu hoài không được. Thì lúc đó càng lâu đó, thì cái nước nó chảy, nó trôi cano sang mị về qua bên cái nhánh cái Đồng Tháp luôn. Rồi sang mới thấy vậy thôi, bây giờ sang nói bây giờ để chú chở đi nha, nếu ở đâu đó, thì có linh thiêng đó thì chỉ chú. Rồi sang mới lấy xe cano sang chạy hết nguyên cái Cù Lao luôn ha. Thì bắt đầu em nó tỉnh dần dần, mở mắt ra tỉnh dần dần. Rồi bắt đầu không còn có cái sự mà co giật nữa đó, dần dần tỉnh. Khi mà chạy về lại gần tới cái xà lan, ba chiếc xà lan đang đậu á, xảy ra sự cố á, thì là bắt đầu em nó đơ người lại. Sao mới thấy vậy thôi, cho nó lên cano, thấy cũng tối rồi, trời sắp tối rồi, do lên cano xong mấy anh em đi làm tiếp. Thì gia đình mới mời sang với mấy anh em lên ăn cơm thì đi tiếp. Lên ăn cơm xong cũng tối quá, nó cũng chảy, không có thấy đường, mà ở đó tàu lớn thì quá nhiều. Cho nên thì sang tính là cái việc là nếu mà đi ban đêm mà tàu lớn nhiều quá cũng rất là nguy hiểm đó, sợ mà trên đa cao mà không thấy, không phát hiện được mình đó, còn tàu ban ngang nữa cũng rất nguy hiểm. Thôi sang nghỉ, thì sang nghỉ lên cho nó ngồi ăn cơm. Thì quay trở lại cái câu chuyện là khi cái xà lan ở đây là cái đầu voi của cái phần mà cái Cù Lao à, thì cái nhánh sông chánh của sông Mekong nó chảy vô, thì nó đụng vô đầu Cù Lao ở giữa, thì nó chẻ ra làm hai nhánh xuống dưới đây, nó gom lại thành một nhánh. Thì cái phần ở trên chỗ ở đầu này nó vẫn là một nhánh, mà khi mà xảy ra tai nạn này nằm ở cục trên này, ba chiếc xà lan là đậu trên này. Khi mà xảy ra tai nạn là ba chiếc xà lan giờ xuống dưới này neo à, nó bắt đầu nó trôi xuống dưới này, bắt đầu nó neo lại cách khoảng vị trí là 500 mét. Sang tính toán là đã 36 tiếng, khi mà sang đến sáng ngày đến là 2 giờ sáng. Sáng hôm sau bắt tay vào việc bắt đầu là đi tìm kiếm, là lúc đó là tới 1 giờ trưa, là đúng 24 tiếng hồ rồi, cũng chưa thấy. Rồi bắt đầu tới 3 giờ chiều rồi sang chưa thấy. Đúng ra sự tính toán sang giờ này nó nổi rồi, nhưng mà mình sang nghĩ chắc ở đây ở dòng con sông lớn nước lạnh thì nó nổi chậm hơn tí xíu, cũng y như gần tới 4 giờ sang mới quay lại cái chỗ mà ba chiếc xà lan. Sang mới yêu cầu là đâu cái người nhà còn có đứa em gái, nghe nói hai anh em là cha mất rồi, giờ còn có hai anh em là đứa trai đứa gái, mà người anh mất rồi còn đứa em gái đâu, kêu đứa em gái xuống ghe đi xem đó. Kêu xuống đi thì mới xảy ra cái việc mà người em mà bị ngất ở trên cano của sang như vậy. Rồi cuối cùng sang quay giờ trả xong ngày hôm nay, do nhiều ngày sang thiếu ngủ, ngày hôm nay sang mới mệt quá, sang nửa buổi sáng mà sang tranh thủ sang ngủ một tí trễ là một chút, sang mới để cho mấy đứa tụi nó đi. Thì sáng nay lại là người nhà tức là bà con có đi xem bói, ông thầy bói nào chỉ đi về tuốt Tân Châu Ngự, từ giỏ đó mà chạy về coi Tân Châu Ngự xa lắm, chỉ là nó cho gì đó thì xuống dưới kiếm đi. Thì ở người nhà cũng có thuê mấy chiếc tàu nữa để đi tìm, cộng với là một chiếc của bên hội chữ thập đỏ và một chiếc của bên chỗ biên phòng nữa, rồi ba chiếc của sang nữa, gần cả chục chiếc để đi tìm. Tại nhánh sông nó lớn quá lớn đi tìm. Rồi sang mới gọi điện thoại cho nó giới thiệu bắt buộc quay về, kêu quay về để tôi vô ăn cơm đi, quay về ăn cơm đi, đừng có kiếm ở dưới, nó không có ở dưới đâu, nó sẽ nằm ở trên đây, nó không có ở dưới. Thì với nó hầu là nhà
có đi coi thầy bói chỉ đi xuống dưới này đó, sang nó nói không qua về không có đi xuống dưới, tại vì trên sang nghĩ là nó ở trên đây, nó ở trên đây, nó không có vòng vòng trên này, không có đi xuống dưới. Thì bây giờ sang hướng dẫn nha, thì này mà phải như sang ngồi nhà sang vẽ ra cả nhà mới hình dung, sang vẽ ra cả nhà mới hình dung ra được. Thì đây Quyên đó, cái tờ giấy này là cái nhánh sông đi, sang nó con nhánh sông mới không đó. Thì đây là biên giới, thì nếu như mà lọ ở đây mà nó chạy qua bên kia, nó trôi qua bên biên giới bên đây á là sang không thua, cách sát biên giới có 300-500 mét đổ lại thôi, không nhiều. Rồi anh gớt cái điểm này thì ba chiếc xà lan á, gớt đầu tiên ba chiếc xà lan nằm đây, sau đó ba chiếc xà lan dời xuống dưới này cách cũng 500 mét. Rồi khi mà sang kêu cầu quá chế quay về thì cũng tới trưa, mấy anh em lên ăn cơm thì bắt đầu không biết ai kêu giờ ba chiếc xà lan này, họ đầu không dậy rồi giờ thử chỗ khác. Thì khi mà lúc đó thì mấy đứa đang ngồi trên xà lan ngọn cơm thì kêu giờ ba chiếc xà lan này giờ lùi lại chỗ khác, thì nổ máy quay đầu xà lan, quay đầu khoảng chừng là 15 phút sau, cỡ 15 phút 20 phút không hay cả đó hả? Dạ cả đó, là cháu Quân này từ dưới ở dưới nước, mặt nước ở dưới nước vút lên một phát đó. Thì cái người những người trên xà lan đó, chắc người nhà họ là vừa ăn cơm là xong, họ đứng ở chỗ đầu xà lan họ dòm xung quanh coi có không, thì mới phát hiện từ dưới nước vút lên còn bùng luôn á. Tại xà lan mà mấy xà lan lớn mà khi mà quay đầu nó lên cuộn lên cát không, cát cái bụng vút một phát một trồi lên. Thì lúc đó xà lan đã giờ đi chỗ khác rồi đó, giờ lại neo đậu rồi đó. Ở 15-20 phút sau bắt đầu nó phụt lên, phụt ngay đầu xà lan của người nhà, mà ngay chỗ cái chiếc mà bị té phụt lên ngay đó. Thì bắt đầu nó hô toán lên là mấy đứa này nó chỉ mập, nó còn đang bỏ cái miếng bánh tráng vào phòng, nó cắn, nó vừa cắn lỡ cỡ nó chưa kịp nhai, nó phải chụp áo phao phóng nhảy xuống à, tuột xuống từ trên xà lan cao lắm, tuột xuống tới cái cano mình. Rồi lúc đó là về chưa kịp châm xăng, phải quay qua châm xăng mà nó chạy ngược ra, mới để dớt mà chạy ra là nó trôi, mới tích tắc nó trôi một phát một cây số đó xuống dưới kia. Lý do tại sao mà sang kêu quay về, nó có nghĩa cho dù mà nó quẹt, nó có nghĩa là sang lấy sang diễn tả tại sao mà sang kêu quay về. Sơn tính toán theo cái dòng chảy và cái nước sấy và cái nước mà cái nơi đó nó sâu, thì ở đây là con sông Mekong nó bự nhưng mà nó dài vậy đi, sẽ nói vụ Cù Lao nó ngắn cái dưới này chút xíu gần cái chục cây số á, cái Cù Lao nó nằm giữa. Thì nếu như mà nó trôi qua bên kia, trôi qua bên kia thì sang thua, cho về đây mà nó vô ở đây thì mình tập trung một con sông mình dễ kiếm, mà nó vô tới đây nó chẻ qua bên đây thì mình phải kiếm hai bên này. Nhưng mà cuối của Cù Lao này thì nó dẫn về lại một con sông và đâm thẳng về cái phà Trân Châu Hồng Ngự, thì bên đây và bên đây, bên đây và bên đây, và đầu này dưới đuôi này còn là cái chỗ mà khai thác cát á, mấy cái sáng mà người ta thả ở dưới sông á để nó cạp cát đem lên đầy hết luôn. Rồi xà lan mà cũng xà lan cả ngàn tấn, trên ngàn tấn, mấy trăm tấn luôn, chạy quanh quanh khu vực này nè đó. Cho nên thì sang qua một ngày sang chạy sang tìm, sang có để ý cái dòng chảy ở trên này chạy xuống mà ở dưới này chạy ngược ra, thì tới đây nó quặn, tới đoạn này nó quặn, bên này cũng vậy luôn, trên này chạy xuống ở dưới này chạy ngược ra, rồi tới đây nó quặn. Mà cái con nước đó ha, mép ở trong gần mấy chỗ Cù Lao này nó cực cạn, nó cạn từ ở trong Cù Lao này ra tới ở ngoài cầu là 50 thước, cả trăm thước cạn đó mà. Nhưng mà khi ra ngoài này nó sâu lắm, tại đây khai thác cát mà, cát từ bên mà phù sa bên Campuchia chạy về đó, rồi đâm ra ở đây ra ngay cái đầu nguồn này ta khai thác là múc cát nhiều lắm luôn đó, múc cát rồi mấy xà lan cập vô để mà múc cát. Thì cho nên sang nghĩ xà lan ở đây càng nhiều thì nó đạp nước, lực nước cực mạnh, thì múc cá kiểu này nước dưới này nó sâu thì nó đạp quặng nó cũng lòng vòng ở phạm vi này thôi, khoảng chừng 10 cái số đổ lại
sang tính toán là khoảng chừng 10 cái số đó lại không xa. Đi xa là không đi xa. Đó, không đi xa. Cho nên này thử ra. Sang tính toán là không khả năng đi về tới dưới phà đâu, cho nên ngày hôm trước là sang cũng không cho đi xuống dưới phà để tìm, xuống dưới phà Tân Châu, chạy về phà Tân Châu nữa tìm. Ngày hôm sau sang cũng không cho, chứ khoát không cho. Đúng vì là gần giống sự tính toán của sang. Thì em nó cũng quần quần ở chỗ cái khúc mà gần xảy ra cái tai nạn. Nó phụt lên chỗ đó. Mà nó từ ngay chỗ mà vị trí mà xảy ra tai nạn, nó trôi về ngay chỗ cái xà lan. Dựa trên cái mà kinh nghiệm của sang, không phải gọi là kinh nghiệm gì đây, mình cả không có gọi gì mà hiểu biết rộng gì đó, hiểu biết mong cạn chút xíu thôi. Trên cái lý thuyết và đi tìm kiếm xác là mình dựa theo cái dòng chảy thủy triều, trào lưu con sông, nó cạn hay là sâu, nước ở đó nó lạnh hay nó lạnh mà dạng lạnh dữ hay là nó nóng, nó hơi mắm. Rồi thủy triều, một ngày thủy triều nước lớn nước rộng được bao nhiêu lần, một là hai lần hay là ba lần đó. Thì dựa trên những cái đó mình hỏi người dân thêm nữa, rồi mùa này nước con nước nó như thế nào, mùa khác con nước ra sao ở khu vực này, và để mà mình là tính toán cái được cái hướng mà cái xác nó trôi. Cả nhà cứ tính đi, tất cả mọi vật thể mà khi mà quăng xuống nước, mà vật thể nào mà nó nổi ra, giống như người dân ở mà đi ghe, nó gớt cái gì đầu ghe là phải đi xuống dưới đất ghe mày đi tìm. Cũng vậy, khi gớt đồ dưới nước, đồ gì vật nổi thì hãy đi tìm, làm sao đi tìm, đi theo con nước để mà tìm, đi theo con nước để mà tìm. Mà theo con nước không phải là mình thấy mà nước nó chảy như vậy mình đi theo, nhưng mà mình phải coi cái đoạn đó có nước xoáy hay không, nước sâu hay không, tàu thuyền đi qua nhiều hay không đó, để mình dựa trên những cái đó và những cái kinh nghiệm của người dân, người ta đã sống ở đó và biết cái thủy triều nó như thế nào, rồi để mình phán đoán được cái xác nó đi được bao xa đó, nó đi được bao xa để mà chúng ta rút ngắn được cái thời gian để tìm kiếm. Dựa trên cái đó thì chúng ta cũng phải là dựa trên cái đó mà chúng ta cũng phải kiếm cái phải hiểu được cái địa hình của nhánh sông. Nó đi đâu về đâu, nhánh sông này có phải là đầu nguồn hay là cuối nguồn đó. Trên nhánh sông này nó chảy ra bao nhiêu nhánh, nó kết hợp nhiều thứ yếu tố để mình chúng ta tìm, chứ không phải là chúng ta ngồi nói về cái vấn đề mà bói toán rồi nơi kia nọ. Tâm linh sang rất là tin về tâm linh, nhưng mà nó ở một cái góc độ nào đó vừa phải thôi, quá mà nó đi mà không có lưu rít gì hết thì xem khó lòng mà sang đi tìm. Đó. Còn hai nữa là khi mà nhận một cái hoàn cảnh nào mà tìm á, để mà đi tìm á, thì phải xác định được 100% cái ca đó là đó. Đã tới xong thì sang mới tìm. Nghe cái gì? Thì như vậy thì qua cái câu chuyện của cháu Ngọc, quay trở lại cho câu chuyện của cháu Ngọc, sang đã 5 ngày, chính xác là 5 ngày. 4 ngày sang có tuyên bố kết thúc, nhưng tối ngày thứ 5 thì sang mới nghe được cái cuộc gọi là chấp thuận cho sang, người ta hỗ trợ sang để mở cánh cửa ngang mặt. Đây là một cái mấu chốt cuối cùng, là để mà sang nghĩ là nếu như mà cháu ngay chỗ hiện trường xảy ra cách cái miệng cống không xa, sát bên đó, thì sang nghĩ nếu như mà nó trôi để nó nước ở bên trong mà nó đẩy ra biển, mà đẩy ra cửa biển, dập ra cửa biển đó. Nếu như mà nước mà nó mạnh đó, nó đẩy ra cửa biển, thì bên đó là cái miệng, cái cửa cổng nó mở một cửa, còn một bên bên đây là nó đóng,
cái cửa này nó đóng lâu rồi, trong cánh cửa nó có nhiều cái hộc. Tại sao Sang biết nó có nhiều cái hộc? Cũng là người dân, hỏi những người đi ghe, họ đi ra đi vô mỗi ngày, và họ nhìn thấy những cánh cửa đó đóng nó có cái gì, người ta biết, người ta nói đó, thì người ta mới nói là cánh cửa nó có cái gì. Thì dựa trên nó mình thấy những cái hộc đó, mình nghĩ rằng nếu như mà mấy ngọc mà nó rớt vô những cái hộc đó, nó giống như cái hộp vậy đó, nó ngậm nó phình lên không được, phình lên nó dướng đó. Chiều sâu của nó vô 50, chiều rộng của nó là 60 vuông đó, thì nó làm cánh cửa vậy, làm xương xương để cho nó làm cái ô ô vậy, nó cho nó cứng cái cửa nó bằng nỉ nóng. Cho nên là thử ra thì xem nó sợ nó lọt vô trong cái lỗ đó, lọt vô trong mấy cái lỗ đó rồi nó lên không được, xem nó nhào mở cái cửa, cuối cùng là mở cửa rồi con vật này con vật kia lục bình gác ghế rồi nó phình lên hết, kim cái ngọc tiền quả thôi, rồi cũng rất là thất vọng quay về thôi. Thì Âu cũng là một cái số mà mấy ngọc nó không có duyên với lại Sang để mà Sang gặp được cháu để đưa về vậy thôi đó. Thì qua đây thì Sang cũng là rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của Sang, để Sang khuyên những cái gia đình nào mà có những cái nạn nhân mà rớt rồi á, không may mà đã rớt xuống sông rồi thì hãy cố gắng bình tĩnh và để mà mình tìm phương hướng để mà tìm người thân gia đình đó. Cho nên thì cũng có nhiều cái gia đình thì người ta nóng lòng, người ta cũng không muốn để người thân của người ta nằm ở dưới nước lạnh lẽo, buộc người ta phải tìm tới cái việc là tâm linh để đi hỏi thầy hỏi bà để mà phán đoán thôi người thân mình ở đâu để mà đi tìm. Thậm chí mà thì ghe thuyền đồ rồi để mà đi tìm thì nó tốn biết bao nhiêu cái tiền của kinh phí đó. Cho nên là Sang khuyên nếu ai tin về tâm linh, Sang có cả Sang cũng tin về tâm linh, nhưng mà Sang chỉ khuyên một điều, nó ở một cái góc độ nó vừa phải thôi ha. Thì Sang đi tìm thì Sang cũng dùng tâm linh, dùng là như thế nào, tới trước khi đi tìm mình qua đốt nhang, mình cầu nguyện ha, và những cái nơi đó đất đai rồi cũng như là các vị chư thiên, các vị quốc mặt quốc tài, những người tử nạn ở trên sông nước ha, nguyện với lại chư vị Bồ Tát để mà giúp cho mình dặn nguyện nguyện luôn, kể cả người mất, giúp cho mình mau chóng tìm được nạn nhân để quay về với gia đình, và nguyện rằng phần phước nào mình có xin hồi hướng đến cho cái nạn nhân đó, thì hỷ thọ nhận những phần phước ấy để mong cho cái nạn nhân đó chấm dứt đi mọi sự khổ đau, chấm dứt đi mọi sự khổ thân, để được nương tựa vào giáo pháp, gạt bỏ hết tất cả những cái quan tương báo, được giải thoát niết bàn, chấm dứt mọi sự sanh tử luân hồi. Sang chỉ nguyện về tâm linh, về nguyện về như thế này, như thế đó thôi. Và sau khi mà tìm được nạn nhân, Sang cũng phải đốt cái nhang tiếp tục hồi hướng cho họ. Đó là những gì Sang dùng bằng tâm linh, nó ở một cái góc độ nào chấp nhận có được, chứ không kiểu mà nhắm mắt rồi, mình nhắm mắt rồi mình nói là mình ngồi ở nhà rồi mình thiền định hay là mình xem quẻ xem bói nó nằm ở đây nằm ở kia, thì như vậy thì khó lòng mà Sang tin. Tại vì dựa trên những cái yếu tố mà Sang đi làm mà về cái Sang nói nãy về cái con nước thì chiều độ này kia nó, những yếu tố đó cực kỳ là quan trọng để giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian để mà định cái phương hướng để mà tìm, chứ không phải mình ngồi ở nhà mình đốt nhang là mình tìm được đâu. Cho nên là khuyên tất cả các gia đình nào mà có những cái nạn nhân mà mất á, thì thực sự mà nói hãy
nếu như mà gia đình sót cho người thân mình muốn dùng tâm linh kiểu gì đó gia đình dùng, nhưng với Sang thì Sang dùng bằng những cách nào mà Sang mà Sang biết, Sang không chê trách ai hết và Sang không bắt buộc ai phải làm theo mình. Đó là những gì Sang chia sẻ thôi. Rồi bây giờ nó cũng gần 12:23:30 đêm sau 7 ngày đi miền Tây, hành trình đi trùng vớt xác. Đầu tiên mà ca của bé Ngọc mất hết 5 ngày, tới đó ca của Quân mất hết 2 ngày. Giờ bé đang nó quay về Sài Gòn, tiếp tục bắt tay vào công việc hàng ngày đó. Tiếp tục vận chuyển bệnh nhân, đưa đi về mỗi quận miền. Còn không có ca đi thì ở nhà xúc nhau để mà đóng gói qua cái cao số bóp để mà giao hàng bán cho người ta. Tỉnh lên con về con lo cho anh của con nữa. Có hai anh em mà giờ anh đã ra đi rồi thì con phải bình tĩnh lên con lo cho anh của con nữa. Cô ơi. Bình tĩnh nè, mấy trời ơi, làm ơi. Mẹ làm ơi, con đâu rồi? Cái sáng bé 20 tuổi rồi sao rồi, bên công an xử lý xong chưa? Bây giờ bệnh viện hả? Bây giờ công an vô cuộc điều tra luôn hả? Bây giờ có liên quan tới ông cậu hay sao? À, bây giờ điều tra. Giờ đưa lên là mình đưa về cái nhà xác luôn để mà giao cho bên pháp y hay là ai đưa? Bên pháp y đưa. Mình đưa phải không? Tại xuống có tại hòm mà thấy mình xuống người ta làm cái gì. À. Tại vì không nghĩa. Thì bây giờ cái hòm chở đó là đỡ chỗ đi, giờ đưa con bé này vô nhà xác cho bên giao pháp y ta xử lý đi, xong rồi là rồi xin lấy xác ra. Rồi kêu người nhà hướng dẫn cho người nhà làm thủ tục để xin lấy xác lại. Nha. Làm kêu lên công an phường đó, làm cái giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xin lấy xác về. Nha. Rồi có gì cho số hộ hay. Ê, cả nhà thấy không? Một cái trường hợp của em Quân đó, trong năm nay mà Sang rất là nhiều cái vụ mà thương tâm xảy ra về cái đường thủy đó cả nhà. Quá nhiều vụ thương tâm, nhiều cái câu chuyện khác nhau, nhưng mà mới đây nhất là cái vụ mà tối ngày hôm qua là cháu An Nguyễn Thị Ngọc An, còn cái cháu kia là cháu Quân, thì cháu Quân sinh năm 1990, còn cháu An đó thì sinh năm 2000, 20 tuổi luôn. Thì hai nạn nhân thì khác nhau, một người thì nam là sinh năm 1990, nạn nhân này nữ. Thì hai cái trường hợp này thì là một trường hợp là do đi làm thuê ở trên xà lan, rồi tối do mà sơ ý
rớt từ ở trên xà lan rớt xuống, cái dòng nước nó xoáy mà mạnh, con sông lớn thì không ai đi luôn. Đó là một câu chuyện của cháu Quân mới nhất của xe mới đời tiền. Và kế tiếp nữa cái câu chuyện của cháu An Nguyễn Thị Ngọc An sinh năm 2000 thì đây cũng là một câu chuyện mà tự nhảy tìm tới một cái con đường mà giải thoát cho chính mình. Thì câu chuyện của cháu An thì rất là đau lòng. Thì ở đây tối ngày qua sang tới cái hiện trường sự việc á thì sang gặp cha mẹ người thân cháu, nói thì do nghèo khổ cũng chú nợ nần ta rồi trốn nợ về đó để mà đi kiếm đường sinh sống để mà làm ăn nuôi con từ từ có tiền về trả nợ. Thì khi đi làm thì hai chồng đi làm thường ngày để ba đứa con nhà cũng nhờ ta xem, thì có đứa lớn cũng đã xin đi làm công nhân rồi mà không biết có đi được làm hay chưa. Thì cha mẹ cũng sợ con cái đi chơi rồi cũng nhờ cậu đồ để mà chăm lo đó, nhờ cậu chăm lo. Nhưng mà cuối cùng khi mà cái câu chuyện nào mà bữa ngày hôm qua nó như thế nào rồi không biết cháu An này có làm điều gì mà để cho cậu mình giận hay không, rồi cậu mình giận có đánh mấy bàn tay rồi này kia nọ thì Sang chỉ có nghe lại thôi. Sang chỉ có nghe lại mà sau đó thì rồi cháu giận quá cháu ra ngoài cầu cháu nguyên sinh, cháu nhảy cầu nguyên sinh luôn. Cho nên thì qua cái câu chuyện này cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh Sang mong muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Thì cái thời buổi bây giờ cơm máu gạo tiền cuộc sống mưu sinh của mỗi con người, mỗi một hoàn cảnh không ai nói trước được điều gì. Nhưng Sang chỉ khuyên ở đây là mình hãy luôn trân quý cái mạng sống của mình, vì cái mạng sống của mình dù nghèo hay khổ gớm với hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều có một cái hướng để mà chúng ta tháo gỡ được cái nút thắt. Cho nên là chúng ta không được phép là để mà chúng ta nghĩ quẩn và để mà dẫn tới những cái câu chuyện thương tâm đau lòng. Mà những cái câu chuyện thương tâm đau lòng đó cả nhà nhìn chứng kiến thấy, khi mà người ra đi rồi thì đã được giải thoát, còn người ở lại thì đau khổ cả cuộc đời. Đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ không nỡ mà để mà xa con đó. Cháu Ngọc An thì tối ngày hôm qua cha của cháu nghèo khổ mặc bộ đồ lấm le lấm lem, mẹ cũng vậy, mà lớn tuổi hơn Sang á, nhìn gương mặt là năm mươi mấy tuổi lớn hơn Sang mà đứng nói chuyện Sang hai tay phải khoanh như vậy mà khóc trong cái sự tuyệt vọng. Tôi lại mấy anh nói chú giúp gia đình tôi tìm, mong muốn tìm con tôi lại để mà tôi đưa nó về an nghỉ cuối cùng. Đó là cái lời cầu xin của một người cha nghèo khổ. Còn riêng về cho cháu Quân thì cha mẹ mất hết, chỉ còn có hai anh em. Còn hai anh em thì chưa lập gia đình. Đó. Khi mà cháu Quân nó ra đi thì để lại người em đau xót mà khóc thét giữa một cái con sông, tiếng khóc mà nghe xé lòng, để mong rằng tìm được anh mình. Cháu thì nói anh Quân ơi, sao anh đành đòn bỏ em đi. Nó những cái câu chuyện nó rất là nhiều cái câu chuyện đau lòng trong cái năm 2022, đã năm 2021 cái trận đại dịch Covid đi qua rồi đó. Rồi mọi người cũng đã quên hết rồi. Nó xảy đến cho người dân của chúng ta cũng như là nhân loại trên toàn cầu, biết bao nhiêu nhân mạng mà để mà nằm xuống do trận dịch lịch sử, để mà cướp đi bao nhiêu cái sinh mạng. Nó đã qua rồi mà chắc mọi người cũng quên hết rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống bình thường thì chúng ta phải cố gắng chúng ta trân quý cái mạng sống của mình. Bây giờ cả nhà cứ ngồi nhìn lại cái năm 2021, một cái trận đại dịch, chính Sang là cái người mà tham gia vào cuộc chiến này ngày đêm cùng với là mấy anh em đồng đội của mình. Suốt cái trận chiến hơn 180 ngày mấy anh em, mấy thầy trò lăn lóc ăn uống ngoài đường ngoài xá, bữa thì khó ăn bữa thì lại thiếu ăn, mà mấy anh em cũng cố gắng ôm vô lăng để mà ôm những cái bình oxy chạy đi cứu từng người một, giành giật lại từ cái hơi thở cho người dân. Nhưng mà ngược lại sau cái trận đó rồi thì qua năm 2022, cái năm nay thì là cái những cái trường hợp mà lại nguyên sinh rất là nhiều. Từ đầu năm tới giờ tính ra thật sự ra Sang đi trục vớt, đi tìm lại những cái nạn nhân mà chết trôi sông mất tích, không biết bao nhiêu cái nạn nhân rồi,
đây thì Sơn thấy chúng ta đã đến lúc hãy ngồi nhìn lặng lại, nhìn lại để chúng ta trân quý cái mạng sống của mình, là cái thứ nhất, trân quý cái cuộc sống hiện tại mà mình đang có. Ngoài kia còn rất nhiều cuộc đời đau khổ, còn nhiều lắm. Như chẳng hạn như Thịnh ở đây, Thịnh á, thì cái người kém may mắn cũng như bao người kiếm thị khác, họ bị cướp đi một cái gì đó trên cơ thể, đặc biệt là cái ánh sáng của tâm hồn, một cái đôi mắt để mà giúp cho chúng ta duy trì trong cái cuộc sống trên cái cuộc đời này. Cái đôi mắt đó nó thiêng liêng biết bao nhiêu, mà những người mà kiếm thị họ bị cướp đi cái đôi mắt đó. Sự buồn tủi của họ nó nhiều lắm, sự đau đớn của họ nó nhiều lắm, nhưng cả nhà mình thấy đi, họ đâu bao giờ mà họ gục ngã đâu, họ luôn muốn vươn lên để vượt lên chính mình. Nhưng mà ông trời đã cướp đi cho, cướp đi của họ cái đôi mắt, lấy đi cái thứ gì của họ rồi, ông trời lại bù lại cho họ những cái khác nó quý giá giá hơn. Đó là cái gì? Đó là trí tuệ, đó là sự kiên trì, sự nỗ lực, sự siêng năng mà họ luôn nuôi trong cơ thể của họ, sống lạc quan để họ vượt qua bao nhiêu cái hoàn cảnh chớ chiêu, bao nhiêu những cái lời miệt thị của những người mà họ kém cái văn hóa, họ có dùng những cái lời lẽ đối với những người mà kiếm thị, họ chấp nhận để họ vượt, những người kiếm thị chấp nhận vượt qua hết để họ đi đến một cái sự mà hạnh phúc. Đó là cái gì? Hạnh phúc là họ chưa bao giờ họ nghĩ là họ là người tàn tật. Đó là một trong những cái mà sang ví dụ điển hình để mà cho chúng ta ngồi lắng động lại trong gia đình, cuộc sống xung quanh của chúng ta, cơm áo gạo tiền tất bật chạy đôn chạy đáo để kiếm mưu sinh. Có bao giờ chúng ta ngồi lại một mâm cơm với gia đình để mà chúng ta ngồi nghĩ ngẫm lại chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm, một sự động viên và một cái sự trân quý cuộc sống này mà chúng ta đang có. Cho nên thì Sang rất là mong mọi người chúng ta hãy mà nỗ lực hết sức, đừng nghĩ những cái chuyện dạy dột để nó hại cho chính bản thân mình, hại cho kể cả người thân, làm gánh nặng cho xã hội. Bữa nay Sang ngồi xe là Sang chở thị đi, ê quên lộn, nãy giờ cứ nói lộn rồi, Thịnh. Cái Thịnh thì cũng là một trong cái đứa cháu mà sinh mình cũng hữu duyên, có nhiều năm mình ghé chạy một nước ngoài ở chỗ của anh Lộc, chị Thủy, em Thủy là cha mẹ của Ngọc Thịnh. Mà Sang đến đó thì Sang rất là thương bà con cô bác, họ tạo từng, họ làm từng cây chổi. Một tháng kiếm chỉ có 100.000 đồng, nhưng mà họ bị khiếm thiết trên cơ thể, bất kỳ một cái gì trên cơ thể, nhưng mà họ chưa bao giờ lùi bước. Họ luôn kiên trì để tìm cho mình cái cuộc sống mà không cần cầu kỳ, không cần bon chen, miễn ngày có ăn hai bữa cử là đủ. Họ cũng cảm giác được cái hạnh phúc đó rồi. Cho nên là Sang mong mọi người hãy xem lại những cái video mà mừng sinh nhật của Tấm Sang, Sang đến cái trại mùa mùa Ninh Hòa giao lưu với lại những người khiếm khuyết trên cơ thể, và những cái buổi tâm sự và cái video mà Sang gặp Ngọc Thịnh để mà vô trong thành phố Hồ Chí Minh, Sang trao 40 triệu để mà mình đi mua thêm cái công cụ để tiếp tục mở cái lớp dạy cho các bạn bị khiếm khuyết trên cơ thể, để giúp cho các bạn tiếp tục được quyền ước mơ, được quyền đi tiếp trong cái cuộc đời này. Thì những cái buổi chia sẻ và tâm sự của Ngọc Thịnh và các bạn bị khiếm khuyết, thì những cái lời hát, những cái chăn trở, những cái chia sẻ của các bạn, chúng ta xem đó để mà chúng ta làm cái động lực cho chính bản thân mình, để mà chúng ta vượt lên số phận, vượt lên mọi góc cạnh
giờ bỏ cuộc. Hãy mạnh mẽ lên, trân quý cái cuộc đời này, trân quý cuộc sống này. Sang mời cả nhà tiếp tục xem những cái video mà Sang nói vừa nêu, cũng như là trên cái video này, để mà những cái buổi giao lưu của Sang cũng như là buổi trao quà cho những người bị khiếm khuyết trên cơ thể, thì cả nhà mình sẽ thấy được cái giá trị cái cuộc sống này nó như thế nào, chúng ta cần phải gìn giữ và trân quý cái cuộc sống này hay không, trước khi chúng ta suy nghĩ tới những cái việc mà hành động mà để mà tự hủy hoại bản thân mình hoặc là quyên sinh. Rồi chúng ta ngẫm lại chúng ta có nên làm hay không. Đó là một trong những cái thông điệp Sang mong muốn gửi lại cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, giới trẻ hiện tại bây giờ. Các bạn nhiều khi các bạn còn quá trẻ, các bạn suy nghĩ như một cái hướng mà không có chín chắn, mà nó bị lệch lạc, để dẫn tới một cái sự suy nghĩ không lối thoát. Đó. Nó dẫn tới những cái hậu quả không lường. Sang mong cho tất cả luôn được bình an và hạnh phúc. Mời cả nhà tiếp tục dõi theo nha cả nhà. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Thịnh xin kính chào quý khán thính giả đang xem trên kênh của Bái Tám Sang Hội BDS. Ngọc Thịnh xin kính chào Bái Tám Sang cùng các anh chị em trong hội thiện nguyện. Thì hôm nay Ngọc Thịnh rất là vui khi được vào Sài Gòn để theo cái ước mơ của Ngọc Thịnh là được mở thêm một khóa học dạy nhạc cho các bạn khiếm thị ở tại Hội Người Mù Thịnh Hòa. Thì Ngọc Thịnh cũng không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn Quán Tấm Sang cùng trong các cô chú trong Hội Thiện Nguyện BDS đã giúp đỡ cho Ngọc Thịnh, để Ngọc Thịnh có thể chấp cánh được thêm những cái ước mơ của các bạn đang còn dang dở. Ngọc Thịnh sẽ hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để truyền lửa cho các bạn, để cho các bạn có một cần câu để sau này các bạn có thể sống được với cuộc đời. Xin hết.